Sau nhiều ngày ngập trong nước thì thầy trò tại những điểm trường của xã Nam Phương Tiến, vùng ngập sâu nhất của huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới. Dù còn nhiều bộn bề nhưng tất cả đang dồn sức để con em mình có một lễ khai giảng trọn vẹn nhất có thể, ghi nhận của nhóm phóng viên. Quạt treo tường hỏng, quạt chân, chiếc chỉ chạy phe phẩy, chiếc còn lại thì hỏng hẳn. Học sinh ngồi ba chen chúc nhau, mồ hôi nhễ nhại. Đây là những gì đang diễn ra ở hầu hết lớp học của trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A. Tại vì mất điện thì cái quạt nó bị hỏng, ẩm ướt thì không may thì các bạn sơ vào cái ổ điện thì nếu mà không bị khéo bị giật thì các cô bị cấm bảo là không ai sơ vào đây thì chỉ có sơ bóng đèn với cả sập cô rào thôi. Bàn ghế thì bị hỏng hết, chỉ còn một vài bàn thôi ạ. Xong rồi thì chúng em phải ngồi 2, ngồi 3 để chơi đủ bàn để còn học. Sách vở, về việc sách vở thì có thể là các bạn chưa kịp dọn kịp thế để bị trôi mất, cho nên vẫn không có sách. Mưa lũ đã khiến bàn ghế học sinh, sách vở và một số đồ dùng dạy học bị cuốn trôi. Với phương châm, nước rút đến đâu dọn dẹp và khắc phục đến đó. Đến thời điểm này, toàn bộ bàn ghế đã được sửa chữa. Một số hạng mục về đường điện sẽ được gấp rút hoàn thiện trước ngày khai giảng năm học mới. Đến hiện tại thì về cơ bản nhà trường chúng tôi cũng đã tổ chức để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc học tập và công tác của giáo viên học sinh là nó cũng trở lại là bình thường so với đại khái cái thời kỳ vừa rồi. Nhưng mà so với cái điều kiện để đầy đủ như mọi năm trước là chưa được quá. Và ở đây chúng tôi khắc phục vừa đại khái là đưa các cháu đến trường học tập theo đúng cái chương trình của Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Còn tại điểm trường tiểu học Nam Phương Tiến A, mưa lũ liên tiếp đã tạo ra những chiếc hố rộng hàng mét trên sân trường như thế này. Nếu không kịp thời săn lấp, có thể gây ra những tai nạn, thương tích vô cùng nguy hiểm cho các em học sinh. 27 thì nước đã rút hết và chúng tôi đã làm sạch sẽ, thì đến ngày 28 nước lại dâng trở lại và còn thậm chí còn cao hơn. Thế chính vì thế cho nên là cơ sở vật chất của các nhà trường là sau cái lần thứ hai là không được chủ động chỉnh trang khuôn viên trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới, và đặc biệt là các trường nằm trong vùng ngập lũ thì chúng tôi quan tâm đặc biệt lưu ý là các trường phải làm tốt công tác tẩy uế vệ sinh môi trường cũng như là tẩy uế các cái đồ dùng trang thiết bị để chuẩn bị cho công tác bán trú. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn hơn các năm học trước, nhưng hơn 600 học sinh vùng rốn lũ huyện Chương Mỹ cũng đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2018-2019.